hy vọng về một kết quả tốt đẹp từ cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine tại Cairo có thể nói là đã tan biến sau khi quân đội Israel ngày 19 tháng 8 tiến hành các cuộc không kích vào dải Gaza với cáo buộc các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine bắn rocket vào miền nam Israel. Các động thái trên diễn ra không lâu trước khi lệnh ngừng bắn mới kéo dài thêm 24 giờ hết hiệu lực vào nửa đêm qua theo giờ địa phương. Theo một quan chức của chính quyền Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lệnh cho lực lượng phòng vệ nước này tấn công các mục tiêu khủng bố tại dải Gaza nhằm đáp trả loạt rocket từ Palestine. Theo Reuters, Israel đã tiến hành ít nhất 30 vụ không kích dải Gaza, khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có 7 thành viên của một gia đình. Đó là cả một gia đình, bao gồm người chồng, vợ, 3 đứa con và một phụ nữ đang mang bầu. Cả gia đình họ là mục tiêu tấn công của Israel và không hề có sự báo trước nào. Cũng theo chỉ thị của Thủ tướng Israel, phái đoàn của nước này tham gia các cuộc đàm phán với Palestine tại Ai Cập nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại dải Gaza đã về nước. Phản ứng trước diễn biến mới này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff ngày 19 tháng 8 đã lên tiếng chỉ trích bạo lực lại tiếp diễn tại dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức và trở lại bàn đàm phán ngừng bắn. Chúng tôi hy vọng các bên có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững. Chúng tôi thật sự quan ngại về tình hình tại dải Gaza. Theo như những gì chúng tôi được biết, thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, lực lượng Hamas vẫn phủ nhận cáo buộc của Tel Aviv, cho rằng họ đã bắn rocket nhằm vào Israel.